chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Thanh Tâm Audio. Chúc các bác có một tuần mới làm việc với cái tinh thần hăng hái nhất trong ngày đầu tuần. Bộ sản phẩm ngày đầu tiên trong thứ hai ngày đầu tuần mà Thanh Tâm Audio muốn giới thiệu và gửi tới các bác đã đăng ký kênh là một bộ sản phẩm đến từ thương hiệu Victor. Đây là bộ Victor A250, một trong những dòng sản phẩm loa màng gỗ rất là hiếm gặp tại thị trường Việt Nam. Đối với những cái sản phẩm Victor màng gỗ ở thị trường Việt Nam thì sau cái thời gian đó là 5 năm mà Thanh Tâm Audio đưa về cũng như trải nghiệm cũng như rất nhiều những cái đơn vị khác đã đưa những cái sản phẩm này về, thì ở thị trường Việt Nam thì cũng có rất nhiều bác đang sở hữu những cái sản phẩm loa màng gỗ. Tuy nhiên đối với những cái dòng sản phẩm loa 2 đường tiếng của Victor thì cái số lượng mà những cái bộ sản phẩm về hàng tại Việt Nam cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Và đặc biệt đối với một bộ Victor 2 đường tiếng đánh DIY độc lập và cái hình thức đẹp như thế này thì em nghĩ rằng không có nhiều các bác nhé. Thậm chí là em nghĩ rằng đây là bộ Victor A50 đẹp nhất mà trước giờ Thanh Tâm Audio đưa về được. Bộ A50 này thì về hàng tuyệt đẹp với đầy đủ hai e căng của loa, hai lưới loa các bạn nhé, và có điều khiển zin, có đầy đủ điều khiển zin. Và đặc biệt bộ Victor A250 này cũng có hai cái đế của loa. Hai cái đế của loa khi mà kê lên thì các bác sẽ nhìn thấy đó là nó sẽ tôn cái dáng của cặp loa lên rất là nhiều và nó sẽ có một cái điểm nhấn nó rất là sang. Và đặc biệt cái hệ thống chân loa này nó sẽ giúp tiêu âm cái tiếng cộng hưởng bass xuống cái mặt phẳng, nó lây sang bên lấn sang cái hệ thống chơi đầu máy của bác, hoặc là nó bị tiêu mất cái tiếng bass đi. Bộ sản phẩm Victor A250 thì sẽ được sản xuất với ampli CD và một cặp loa. Đây là một trong những cảm hứng được thiết kế theo Victor A10, là một trong những bộ sản phẩm đầu tiên sử dụng công nghệ ampli Dios với hệ thống cầu loa công suất đánh BY độc lập. BY thì các bác có thể hiểu nôm na đó là chúng ta sẽ có hai cặp xuất âm ở phía sau, có nghĩa là đánh hai cặp loa. Đối với trên một con ampli mà có thể khả năng đánh BY thì hai cặp loa đó các bác sẽ có cái phần công suất phát ra y chang như nhau, và các bác có thể tùy hứng phối ghép với những cái dòng loa có hai cầu. Tuy nhiên trên những sản phẩm của Victor từ A10, A150 và A250 thì cái hệ thống công suất của loa này nó sẽ được tách biệt, riêng biệt hẳn. Ví dụ cái hàng cầu loa bên dưới nó là đánh về tiếng bass, còn hàng trên nó đánh về tiếng chép, thì các bác có cắm đảo ngược đi thì nó vẫn là cái giải tần như thế, chứ nó không giống trên những cái ampli khác mà các bác kết nối cặp loa nào và cũng hát bình thường với đầy đủ hai giải. Nhưng Victor họ làm riêng bên dưới bass, bên trên chép, vì thế chúng ta có muốn cắm nhầm cũng không được. Hình thức bộ này thì thực tế như em đã chia sẻ với các bác thì có thể đây sẽ là bộ sản phẩm Victor A250 đẹp nhất từ trước tới giờ mà Thanh Tâm đưa về được. Nếu mà các bác đang làm đồ xách tay từ Nhật thì các bác cũng có thể hiểu đó là những cái bộ sản phẩm Victor về A150, A250 và thậm chí là A300 tại thị trường Nhật trên những cái trang đồ giá hoặc là bán đồ đã qua sử dụng ấy, rất là ít người bán. Và đặc biệt mà tìm được những bộ sản phẩm đẹp như thế này thì em nghĩ cũng rất là khó, tại vì Thanh Tâm Audio bản chất cũng phải đợi rất là lâu và mua cái giá bộ sản phẩm này về nó cũng khá là cao. Tuy nhiên thì cái thời điểm này thì em nghĩ rằng nó không cao so với những cái thời điểm ban đầu nữa. Cả bộ sản phẩm này được bán ra với mức giá là 50 triệu thôi. 50 triệu các bạn nhá. Thực tế thì nếu mà cho em chọn lựa giữa 50 triệu cho một chiếc loa công nghệ, 50 triệu thì loa công nghệ cũng chỉ được một vài model thôi. 50 triệu cho một chiếc loa công nghệ và một bộ Victor A250 này, chắc chắn em sẽ chọn A250. Tại vì là về cái phần công suất cũng như phần nguồn chơi được tách biệt ra, chúng ta sẽ có cái một cái hệ thống nó hoạt động tốt hơn với từng phần riêng biệt. Và đặc biệt là nó bày biện rất là đẹp các bạn nhé. Đây là đầu CD A250 của Victor và đây là chiếc ampli A250. Cái điểm nhấn mà khiến cái bộ sản phẩm này đẹp ấy, mà thường trên Victor những cái điểm này rất là khó hoàn hảo được, đó là cái núm vặn âm lượng thường vận chuyển về các bác vận chuyển mà các bác đóng không kỹ, nó sẽ gây cái hiện tượng đó là nó bị móp cái núm vặn này, nó sẽ gây mất thẩm mỹ. Cái thứ hai nữa đó là cái đèn led của cái chiếc ampli này mà khi các bác sử dụng nhiều, các bác cắm điện liên tục mà các bác không bật máy, nó sẽ có cái chế độ standby nhấp nháy cái đèn ở đây, nó sẽ bị già cái bóng led. Nhưng mà trên con A250 này thì chủ nhật người ta rất là giữ, khi mà người ta không sử dụng nữa người ta rút hẳn điện ra khỏi máy. Vì thế là cái đèn led nó còn rất là sáng và đẹp, y chang với phía CD các bạn nhé. Đây là phần phía mặt lưng của ampli và CD. Và trên một bộ sản phẩm cao cấp ấy, thì các bác sẽ thấy đó là sẽ có hai cái màng gỗ ở hai bên cho cái sản phẩm âm thanh nó
có một chút tinh tế hơn và nhìn nó đẹp đẽ hơn. Phía sau của ampli thì các bác có thể quan sát thấy đó là như em đã chia sẻ, đó là nó sẽ đánh hai cầu loa, và cầu loa của con A250 này nó đánh twister bên trên và subwoofer bên dưới, có nghĩa là bass chép riêng biệt hết. Đường vào tín hiệu thì chúng ta sẽ có hai đường vào của digital, với một đường quang từ CD sang và một đường quang từ TV. Cũng có ngõ vào analog in và out đầy đủ hết, sub out. Bên phía phần CD thì chúng ta sẽ có analog out, video out và quang out đầy đủ hết các bạn nhé. Con này thì có cả HDMI, tại vì Victor thì chơi được cả DVD. Hàng tuyệt đẹp luôn. Cặp loa các bạn ơi. Cặp loa A250 là một trong những cặp loa bookshelf hai đường tiếng bằng gỗ, thiết kế với kích thước lớn. Chiều cao của nó phải khoảng 30 và chiều sâu là 22, chiều rộng cũng khoảng 20. Loa hai đường tiếng đang sử dụng hệ thống đế loa zin cùng với chân tiêu âm Audio Technica. Công nghệ loa Goodcon bằng gỗ, bass đường kính 12, chép đôm đường kính 2cm. Nước sơn cũng như là màu gỗ cực đẹp. Bộ này thì thực tế là nó cũng được tính vào những cái bộ sản phẩm gọi là rất là hiếm các bác nhé, rất hiếm gặp, đặc biệt đẹp như thế này. Các bác nhìn góc cạnh này. Cực đẹp luôn. Trước đây thì em có một bộ Victor A300, tuy nhiên thì sau khi làm clip thì cũng đã được một bác khách quen của bên em đã mua Victor A150, có giới thiệu cho một người bạn chơi Victor A300 và đã bàn giao ngay. Em nhớ không nhầm ở trên kênh có một bác khách lớn tuổi mà rất hay hỏi về bộ sản phẩm Victor A250 này. Nếu mà bác xem được video này thì bác có thể liên hệ ngay tới một trong hai số hotline của Thanh Tâm để có thể lấy thêm những cái hình ảnh chi tiết góc cạnh của cái bộ sản phẩm này, cũng như để được nghe Thanh Tâm Audio tư vấn thêm. Con này thì sẽ chơi nhạc cho bác trong không gian khoảng 35-40m2, và đặc biệt con này thì các bác có thể bày biện rất là linh hoạt và cơ động. Các bác có thể bày biện hai thớt ampli và CD nằm như em đang để đây cũng được, hoặc các bác có thể đặt chồng lên nhau. Và bộ này thực tế ví dụ như là các bác có một cái không gian làm việc riêng này, các bác có một cái kệ tủ hoặc mặt bàn này, các bác đặt bộ này ở phòng làm việc thì đặt đúng như Thanh Tâm Audio đang đặt này thì đẹp xuất sắc luôn. Nó không những mang lại cho các bác cái chất âm hay mà nó còn liên quan tới tính thẩm mỹ và deco nữa. Bộ Victor A250 với mức giá là 50 triệu, nguồn chơi thì sẽ từ CD USB và các bác có thể kết nối tín hiệu giải mã từ Smart TV, cũng như có thể gắn thêm bộ thu Bluetooth để kết nối không dây thoải mái. Biển có
buồn buồn, người về với thương nhớ cho con. Bạn nào quan tâm tới siêu phẩm Victor A250 có thể liên hệ tới một trong hai đầu số hotline của Thanh Tâm.